Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2022, đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với những chiếc xe máy điện VinFast sản xuất tại Việt Nam. Chỉ sau khoảng 4 năm kể từ khi ra mắt chiếc xe máy điện đầu tiên, hãng VinFast đã cho ra mắt loạt xe máy mới sử dụng pin LFP. Đây là loại pin đang được sử dụng rộng rãi trên những chiếc xe ô tô điện đầu bảng trên thế giới, giúp cho những chiếc xe máy điện mới của VinFast có thể chạy gần 200 km sau mỗi một lần sạc đầy. Động thái này khiến cho những chiếc xe máy điện của Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn. Tầm hoạt động 200 km đồng nghĩa với việc những chiếc xe máy điện không hề thua kém xe xăng khi đổ đầy bình nhiên liệu. Khi mới thành lập, tham vọng của VinFast là biến những chiếc xe máy điện thay thế hoàn toàn xe máy xăng ở Việt Nam có vẻ khá xa vời. Nhưng giờ đây, với công nghệ pin mới, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ tới xe máy điện thay vì xe xăng. Xe pin LFP là kết quả hợp tác của VinFast với đối tác Gotion Hitech. Sau 9 tháng phát triển, VinFast đã làm chủ hoàn toàn công nghệ sản xuất pin, từ khâu nghiên cứu thị trường, thiết kế kiểu dáng công nghiệp, sản xuất phần cứng cho đến phát triển phần mềm quản lý pin. Pin LFP là loại pin phổ biến, có nhiều ưu điểm như độ an toàn và tuổi thọ cao. Sau hơn 2.000 lần sạc, xả, pin LFP vẫn có thể dung nạp tới 70% năng lượng và vẫn đảm bảo khả năng chống cháy nổ trong mọi trường hợp. Đặc biệt, pin LFP không chứa các thành phần kim loại hiếm như coban hay niken, giúp giảm đáng kể tác động tới môi trường. 5 dòng xe máy điện mới được áp dụng pin LFP gồm có Evo 200, Felix S, Clara S, Vento S và Theon S. Mức giá bán lẻ của từng mẫu xe không bao gồm pin. Quý vị có thể theo dõi bảng đang xuất hiện trên màn hình. Trong 5 dòng sản phẩm đầu tiên sử dụng pin LFP, Evo 200 là model hoàn toàn mới của VinFast. Đây hứa hẹn là chiếc xe tạo bất ngờ lớn trên thị trường xe máy điện Việt Nam. Evo 200 được trang bị động cơ đặt tại bánh sau, có vận tốc cực đại lên tới 70 km/h và cho khả năng di chuyển khoảng 200 km sau mỗi lần sạc đầy, trong điều kiện vận hành với tốc độ 30 km/h và người lái nặng 65 kg. Với tính thực dụng cao, nhưng Evo 200 lại có giá vô cùng hấp dẫn, chỉ 22 triệu đồng, tương đương với một chiếc xe máy xăng giá rẻ. Đi kèm với các mẫu xe máy điện mới của VinFast là bộ sạc điện mới 1000W với thời gian sạc đầy trong khoảng 6 giờ cho 4 mẫu xe là Felix S, Clara S, Vento S và Theon S. Riêng với mẫu Evo 200, bộ sạc đi kèm có công suất 400W, có khả năng sạc đầy pin cho xe trong khoảng 10 giờ. Cả 5 xe đều được trang bị tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-scooter trên điện thoại, với các chức năng như tìm xe từ xa, bật, tắt tính năng chống trộm, định vị xe, tự động chuẩn đoán lỗi và hiển thị trạng thái xe. VinFast cũng triển khai mô hình cho thuê pin với hai gói thuê bao là: một, gói cố định giá 350.000 đồng một tháng, không giới hạn số km; 2, là gói linh hoạt 189 đến 249.000 đồng trên một tháng và giới hạn 500 km. Ngoài ra, nếu khách hàng muốn sở hữu pin trọn đời thì chi phí là 19.900.000 đồng một pin. Cũng theo thông tin chính thức từ VinFast, hãng sẽ dành tặng gói thuê bao pin 12 tháng không giới hạn cho các đơn đặt hàng sớm cho 4 mẫu xe là Felix S, Clara S, Vento S và Theon S. Riêng mẫu Evo 200 sẽ được công bố chính sách ưu đãi đặt cọc vào tháng 8 năm 2022. Quý vị đánh giá sao về bước tiến này của VinFast? Và liệu những chiếc xe máy điện với tổng hoạt động cực tốt này có thể hoàn toàn thay thế xe máy xăng hay không? Chúng ta cùng nhau chia sẻ ý kiến bằng cách để lại bình luận bên dưới. Trân trọng cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ Tiếp Ca.